chuyện là tối qua sao con đi ngang phòng của anh chị hai, rồi sao nữa, chuyện gì thì con nghe được một chuyện anh chị hai chuẩn bị đi du lịch, đi Côn Đảo mà đi 3 ngày 2 đêm mới về mà không nói cho mình biết. Ôi, các con cứ việc đi đi để hưởng được tất cả những cái điều đó, còn má chưa bao giờ má được hưởng cái con à. Ôi, má cứ nghĩ rằng đây là Côn Đảo, không, đây là nhà mình, còn kia là cái tiệm tạp hóa của má. Dạ con mời ba ăn trái cây ba ơi. Ba qua uống miếng nước trà ăn trái cây nè ba. Sao ba đứng đó, ba dòm gì vậy ba? Ba dòm trăng. Ủa hôm nay trăng rằm hay gì trời, tròn đẹp ba dòm hả ba? Ba đang ước mơ con. Ước mơ ba gì nữa? Ba ước mơ ba đang đứng ở một bãi biển, nơi đó là Côn Đảo. Ba nhìn trăng lên trên mặt biển. Ôi cái mùi gió biển nó thổi vô, ba nghe từng tiếng con cá đớp móng. Ba tưởng tượng con sâu của ba dẫm trên bãi cát trắng, tiếng sóng đánh rì rào. Ba nghe thổn thức những tiếng khóc tiếng la của quá khứ. Ông cha ta đã nằm trong chuồng cọp. Ba tưởng tượng ba đến mã của cô Sáu. Ba đứng dưới gốc cây lê kỳ ma. Ba hái một cành quả lê kỳ ma, ba cài lên mái tóc ba. Rồi ba tưởng tượng cảnh cô Sáu đi ra pháp trường, nhìn thẳng quân thù. Cô Sáu nở một nụ cười. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi. Cuộc đời của ba quanh quẩn ở trong mấy chục mét vuông trong căn nhà này. Dễ gì mà ba có cơ hội ba đến được một hòn đảo. Ba chỉ đến cồn, ba chỉ đến Cù Lao. Làm gì ba được đến đảo. Ôi Côn Đảo. Ba hả? Ba yên tâm đi, ba không có ước mơ gì hết đó. Con sẽ mua vé cho ba đi du lịch Côn Đảo chung với vợ chồng con và má luôn. Côn Đảo mùa này đẹp lắm. Gia đình ta mà hội tụ ở đó đúng là tuyệt vời. Vui ba ha. Cảm ơn con. Dạ. Ba sẽ vô và báo chuyện này cho em con biết. Dạ. Vậy là ta sẽ đi Côn Đảo. Chị Sáu ơi, em sắp gặp chị rồi. Em nghe nói nè, có anh có em thì giờ có má cũng phải có ba chứ, cả gia đình mình đi chơi chung nhau vui vẻ hạnh phúc mà ha. Gia đình anh kỳ quá, một muốn em ra đi tha cho em đi. Trời ơi mà, thôi mà giận hết. Người con gái trẻ măng giặc đem ra bãi bắn, đi giữa hai hàng lính vẫn ung dung mỉm cười, ngắt một đóa hoa tươi chị cài lên mái tóc, ngẩng cao đầu bất khuất ngay trong lúc hy sinh. Bây giờ dưới gốc dương chị nằm nghe biển hát. Một bài thơ thật là hay. Ăn thanh long không? Dạ anh hai ăn đi. Ủa mà hôm nay sao mà tự nhiên đem tập tiếng Việt lớp 1 ra đọc hả? Dạ tại vì em biết gia đình mình á chuẩn bị là đi du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm á, cho nên em mới đọc bài thơ này. Không phải là gia đình mình đi đâu, chỉ có anh hai, chị hai và ba má đi thôi à. Còn em không có đi thì đâu có được gọi là gia đình mình đi đâu. Ôi, gia đình mình đi du lịch Côn Đảo 3 ngày 2 đêm mà mình không có được đi, thật buồn. Nhưng mà không sao, không sao đâu thành tích à. Hãy cố lên, bởi vì mình thấy ba mẹ của mình nè, anh chị của mình vui á thì mình vui rồi, mình hạnh phúc rồi. Đừng có như vậy nghe. Cố lên nào thành tích, không sao đâu. Em dạ. Đừng làm vậy mà. Dạ không sao đâu anh. Dạ. Mình đâu có được đi du lịch Côn Đảo đâu. Em sao vậy vậy? Đâu có được đi Côn Đảo đâu. Gia đình riêng bỏ mình ở nhà.
Hồi nào em của anh đứng dậy. Không sao em ổn, không có gì đâu. Em đừng có khóc. Sao em không sao em ổn mà. Anh Hai hứa sẽ mua vé cho em đi du lịch Côn Đảo cùng gia đình nha. Anh Hai nói thiệt hả? Thiệt. Không có lừa em nha. Mày thao á. Được rồi. Ba má ơi, chuẩn bị sắm đồ đi du lịch cùng anh chị Hai. Ủa? Vợ? Chị Hai. Không sao, em không sao đâu anh Hai ơi. Thôi đừng có khóc. Anh Hai sẽ mua vé cho em đi du lịch Côn Đảo cùng gia đình. Ê, khúc đó hả? Bạn Tường khúc đó hả? Đúng rồi, cái mồi đấy đó. Đúng rồi. Xa quá à. Cái nó cua lẹ cái sợ luôn á.